Hồi nhỏ đánh đàn thường thường mới học đàn ai cũng thích đánh lẹ và rất là hài lòng với cái sự lẹ của mình. Lúc đó ba của tôi đi ngang nói rằng đánh chậm khó hơn đánh lẹ. Mình mới kêu ba giải thích ba. Dĩ nhiên là ông không giải thích, ông chỉ buông lại một câu nữa, tự suy nghĩ. Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ vào những cái câu lẹ, thậm chí lẹ hơn. Lẹ hơn nữa. Nhưng mà vẫn có accent. Mãi đến mấy năm sau, mình mới biết. Chắc bạn nghe. Khi chúng ta đánh chậm, tập trung trái tim vào bàn tay phải, tay trái, chúng ta sẽ thấy tiếng đàn nó rất là sống. Đó là bài học về chậm lẹ. Tất nhiên tốc độ rất là cần thiết, rất là cần thiết trong khi chúng ta đánh đàn. Nhưng mà đừng quên rằng sau tốc độ, tiếng nói của trái tim vẫn là quan trọng nhất. Đây là bài học cơ bản của bản thân tôi về chậm lẹ.